Bất chấp các nỗ lực ngoại giao, xung đột vẫn tiếp diễn tại miền đông Ukraine. Ngày 10 tháng 2, Hội đồng An ninh Quốc gia và Quốc phòng của Ukraine cho biết, lực lượng vệ binh quốc gia nước này đã mở cuộc tấn công nhằm vào lực lượng đòi độc lập gần thành phố cảng chiến lược Mariupol ở phía đông nam. Nguồn tin khẳng định, cuộc tấn công được tiến hành sau khi lực lượng vệ binh quốc gia phá vỡ thế phòng thủ của các tay súng đòi độc lập ở Mariupol. Trong khi đó, quân đội Ukraine cáo buộc lực lượng đòi độc lập đã phóng rocket vào một sở chỉ huy quân sự tại thị trấn Kramatorsk, nằm trong vòng kiểm soát của chính phủ, làm ít nhất 6 dân thường thiệt mạng và 26 người khác bị thương. Lực lượng đòi độc lập ngay lập tức đã bác bỏ cáo buộc trên, đồng thời khẳng định lực lượng này không tiến hành bất cứ cuộc tấn công nào theo hướng Kramatorsk. Theo thống kê, kể từ khi bùng phát xung đột tại miền đông Ukraine, đến nay đã có 5.400 người thiệt mạng và hơn 1 triệu người phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.